Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, vừa qua tại họp báo quý 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã thông tin về vụ thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, nguyên đội trưởng và thượng úy Nguyễn Duy Đạt, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam Long Tuyền bị khởi tố do sai phạm khi công tác. Theo Đại tá Hồ Trung Lập, qua công tác thanh tra, Công an thành phố phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu vi phạm quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Công an thành phố Cần Thơ đã bàn bạc với Viện kiểm sát nhân dân cung cấp để điều tra làm rõ. Ông lập cho biết, vụ việc này thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 12 tháng 4, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, nguyên đội trưởng đội quản giáo, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thượng úy Nguyễn Duy Đạt, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.